Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự tối thứ năm. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ đề cập tới một cái thông tin mà có những dấu hiệu cho thấy sau hội nghị Trung ương năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng cục 2 sẽ lật lại một cái hồ sơ chuyên án có tên gọi âm mưu xoán đảng và lật đổ thể chế chính trị của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đây là một cái vụ án, thưa quý vị, đã từng xảy ra vào giai đoạn trước năm 2011, nhưng phải đến khi ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Tổng Bí thư tại Đại hội 11 thì đầu năm 2012. Được biết, Trung Quốc đã cung cấp cho Nguyễn Phú Trọng một cái hồ sơ liên quan tới một cái vụ án mà ban lãnh đạo Trung Quốc cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng tại thời điểm đó trong cương vị thủ tướng cùng với các cộng sự của mình đã tiến hành một cái kế hoạch lợi dụng sự yếu kém tổ chức của nhà nước, sự chậm chế có nguyên nhân khách quan chủ quan trong việc ở Việt Nam thực hiện một cái nhà nước pháp quyền với cái chủ trương đẩy mạnh dân chủ hóa ở trong đảng cũng như toàn xã hội. Theo báo cáo của Tổng cục 2 cho biết, những tài liệu của Bắc Kinh cho hay một số cán bộ giữ các vị trí trọng trách chủ chốt của đảng và chính phủ đã có những cái hành vi vơ vét tài nguyên của cải của nhà nước và nhân dân, và những cái thành phần đó trở thành một cái thế lực nguy hiểm nhất đe dọa sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam từ bên trong, mà điều người ta gọi là diễn biến hòa bình. Thưa quý vị, được biết, được cảnh báo từ ban lãnh đạo Trung Quốc về mối hiểm họa từ bên trong nội bộ của Đảng, điều đó có thể đe dọa trực tiếp sự sống còn của Đảng và có thể đẩy đất nước Việt Nam đến một cái khủng hoảng toàn diện và sâu sắc. Đó là lý do, thưa quý vị, sau khi nhận chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ nhất, được biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần làm việc với Tổng cục 2 Tình báo Quân đội, yêu cầu Tổng cục 2 báo cáo chi tiết cụ thể các cái tài liệu liên quan. Đồng thời Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Tổng cục 2 phải khẳng định rằng là chỗ dựa của Bộ Quốc phòng và Bộ Quốc phòng phải là chỗ dựa cho Đảng. Chưa hết, làm việc với Bộ Công an, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đó đã nhấn mạnh Bộ Công an phải là một cái thanh kiếm để bảo vệ cho Đảng và chế độ. Được biết cái giai đoạn đầu năm 2012, những cái tài liệu cho thấy sau cái hội nghị Trung ương thì ông Nguyễn Phú Trọng đã thấy tình hình rất nguy hiểm, và đó là lý do Tổng Bí thư khi đó. Và đó là lý do tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời điểm đó đã chuyển sang làm việc bên văn phòng của Quân ủy Trung ương trực thuộc Bộ Quốc phòng, mà rất ít khi ông Nguyễn Phú Trọng ngồi bên trụ sở Trung ương Đảng, trừ những cái tình huống thật là cần. Thưa quý vị, hôm nay đề cập tới một chỉ đồ này bởi nó liên quan tới một cái thông tin mới nhất xuất hiện, đó là Cục Thi hành án dân sự đã tiến hành rao bán cổ phiếu ACB của Bầu Kiên, tức ông Nguyễn Đức Kiên, để thi hành án. Theo đó, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội hôm nay đã phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán ACB tổ chức bán tài sản, đó là 3.703.786 cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB mang tên ông Nguyễn Đức Kiên đã lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, và cái thời gian thực hiện bán các cái cổ phần của Bầu Kiên sẽ diễn ra trong 3 ngày và bắt đầu từ ngày mai 9/7/2021. Thưa quý vị, số lượng cổ phiếu của Nguyễn Đức Kiên bán ra vào trong 3 phiên kể từ ngày mai với số tiền được ước chừng 76,5 tỷ đồng. Thưa quý vị, đóng cửa ngày 7 tháng 7, giá cổ phiếu của Ngân hàng Á Châu ACB đứng ở mức 36.550 đồng cho một cổ phần. Và nếu như bán với cái giá như vừa kể của ngày 7 tháng 7, thì số lượng cổ phiếu của ông Nguyễn Đức Kiên tại Ngân hàng Á Châu có thể có giá trị tới 135 tỷ đồng. Thưa quý vị, những cái điều đó cho thấy, mặc dù trong cái thời gian đang thụ án liên quan với các cái hành vi phạm tội về kinh tế, thì Bầu Kiên, tức ông Nguyễn Đức Kiên, chỉ riêng cái số cổ phiếu với tổng số 31,5 triệu cổ phiếu của Ngân hàng Á Châu thì số cổ phiếu đó hiện nay có giá thị trường khoảng 1.100 tỷ đồng. Đó, thưa quý vị,
một ông bầu kiên đi tù rồi mà còn có cái tài sản lớn như vậy. Ở đây chúng tôi cũng cần phải nhắc lại, đó là ông Nguyễn Đức Kiên đã bị bắt giam vào năm 2012, và tháng 12 năm 2014 thì ông Nguyễn Đức Kiên đã bị tòa phúc thẩm tuyên án y án sơ thẩm với tổng số năm tù là 30 năm, phải nộp phạt một số tiền 75 tỷ đồng trốn thuế và 100 triệu đồng về tội danh lừa đảo. Đồng thời tòa án cũng cấm Nguyễn Đức Kiên giữ mọi chức vụ về ngành ngân hàng tài chính trong vòng 5 năm sau khi mãn hạn. Thưa quý vị, để nói về cái sự giàu có của Bầu Kiên, mà Bầu Kiên có liên quan tới một cái vụ án như chúng tôi đã nói với quý vị, liên quan tới cái việc một cái âm mưu xoán đảng lật đổ chế độ của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây. Và thưa quý vị, đó là những cái cáo buộc từ phía Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên giai đoạn trước cái vụ án đó đưa ra thì các cố vấn của Ban Chấp hành Trung ương khi đó là Kiệt, Mười, Anh không đồng tình, và đó là lý do cái vụ án đó đã chìm xuồng. Và đến nay, như quý vị đã biết, liên quan tới những cái vụ án được cho là liên quan tới tướng Nguyễn Văn Hưởng thì có những thông tin cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng và bè đảng đã quyết định lật lại cái vụ án này để xem xét trách nhiệm của cựu Thủ tướng ông Nguyễn Tấn Dũng và cựu Thứ trưởng Bộ Công an ông Nguyễn Văn Hưởng. Thưa quý vị, mặc dù đang thụ án nhưng trong danh sách những người giàu nhất ở Việt Nam hiện nay thì Bầu Kiên, tức ông Nguyễn Đức Kiên, tính đến ngày 28 tháng 9 năm 2018 đứng ở vị trí thứ 50 cùng với một cái khối tài sản tương đương với 1.489 tỷ đồng. Còn vợ ông Nguyễn Đức Kiên là bà Đặng Ngọc Lan hiện nay cũng đang sở hữu 53.990.803 cổ phiếu của Ngân hàng Á Châu. Với khối tài sản vừa kể thì sở hữu của bà Đặng Ngọc Lan, vợ của Bầu Kiên, đứng thứ 37 trong danh sách người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam với tổng số tài sản là 1.817 tỷ đồng. Thưa quý vị, những cái điều chúng tôi vừa kể, liệu nó có xảy ra những cái điều mà giới phân tích trong ngày hôm nay người ta nói rằng rất có thể vụ án của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ được thổi bùng trở lại để tìm cách xử lý liên quan tới những cái vụ việc như quý vị đã biết, đó là một cái âm mưu phục hồi quyền lực trở lại của ông Nguyễn Tấn Dũng. Thưa quý vị, vụ án chính trị liên quan tới ông Nguyễn Tấn Dũng và Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng mà cái việc người ta tổ chức một cái chuyên án để bắt Nguyễn Đức Kiên, tức Bầu Kiên, được cho là một phần của chuyên án chính trị bảo vệ chế độ. Thưa quý vị, xuất phát từ những cái tin kỹ thuật từ mạng lưới của Tổng cục 2 tình báo quân đội cũng như các cái thông tin cung cấp từ cơ quan tình báo của Trung Quốc đã cho thấy trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2009-2011 đã xuất hiện một cái âm mưu xoán đảng lật đổ chế độ. Theo kết luận của Tổng cục 2 tại thời điểm đó, âm mưu chưa bao giờ được rõ như cái thời điểm vừa kể. Theo đó, chuyên án bảo vệ chế độ thực chất là một kế hoạch được đánh số với một cái bí số riêng đã được một tổ công tác của Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo Quân đội âm thầm thực hiện. Việc chuẩn bị trinh sát cũng như củng cố các cái chứng cứ kết hợp với các cái tài liệu của cơ quan tình báo Trung Quốc, tổ công tác của Tổng cục 2 được cho là những cái cán bộ có phẩm chất chính trị ưu tú nhất, trung kiên nhất, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cao nhất của Quân ủy Trung ương là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là cần phải bí mật vì trong vụ án này nó sẽ đụng chạm đến nhiều cán bộ chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ cũng như mạng lưới chân rết của họ. Thưa quý vị, trước khi để nói kỹ chi tiết về cái vai trò của tướng Nguyễn Văn Hưởng trong cái vụ việc này thì chúng tôi nhắc lại những cái tài liệu mà chúng tôi nhiều lần nói với quý vị, nhưng nói ở một cái mức độ chi tiết hơn để quý vị thấy lý do tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giai đoạn này bất ngờ đã yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho tái điều tra vụ án liên quan tới Đại tá Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, mà là con trai của Thượng tướng, cựu Thứ trưởng của Bộ Công an ông Nguyễn Văn Hưởng.
Thưa quý vị, trong con mắt của những người công tác trong lực lượng an ninh Việt Nam, đặc biệt là các cái lãnh đạo trong ngành an ninh, họ đánh giá cho rằng một cái thời kỳ cực thịnh của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, lúc đó giữ chức Thứ trưởng phụ trách an ninh và tình báo của Bộ Công an. Được biết, ông Nguyễn Văn Hưởng trước đó là thư ký cho Thứ trưởng Bộ Công an Viễn Chi. Rồi sau đó, ông Hưởng về làm tại Cục A15, tức Cục An ninh Chính trị 1, phụ trách toàn bộ mảng phản gián chống gián điệp của các nước Tây Âu và Hoa Kỳ. Trong thời gian đó, thì Bộ trưởng Công an Tô Lâm, trong cái vai trò thư ký của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, trước khi cái Cục A15 được tách ra thành hai cục A35 và A37. Thưa quý vị, nói đến tướng Nguyễn Văn Hưởng thì người ta cho rằng cần phải nhắc đến những cái chuyên án lớn của lực lượng an ninh Việt Nam. Đó là các cái vụ án như Hòn Đá Bạc, vụ án Võ Đại Tồn và đồng bọn, vân vân và vân vân. Nhưng người ta nói trong những cái giờ phút cận kề với cái chết thì hoàn toàn không thấy anh em tướng Nguyễn Văn Hưởng và tướng Công an Tô Lâm. Nhưng mà với một cái tài mưu lược xảo trá và gian hùng của Nguyễn Văn Hưởng, người ta cho rằng có những lúc tưởng rằng ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ đưa được Nguyễn Văn Hưởng lên làm Bộ trưởng Bộ Công an. Nhưng thưa quý vị, rõ ràng ông Nguyễn Phú Trọng và một số lãnh đạo cao cấp của Đảng trong cái giai đoạn đó hoàn toàn không ưa Nguyễn Văn Hưởng. Và đó là lý do tại sao vào năm 2013, dù rằng sau Đại hội 11, ông Nguyễn Văn Hưởng đã nghỉ hưu, nhưng Nguyễn Tấn Dũng vẫn để cho Nguyễn Văn Hưởng giữ chức vụ cố vấn an ninh và tôn giáo cho Thủ tướng. Và đó là lý do Bộ Chính trị, theo yêu cầu của ông Nguyễn Phú Trọng, yêu cầu ông Nguyễn Tấn Dũng phải chấm dứt việc đó. Thưa quý vị, theo Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Văn Hưởng là một cái kẻ luôn luôn sẵn sàng bằng mọi thủ đoạn để gây chia rẽ nội bộ của Đảng. Và những cái hành động của Nguyễn Văn Hưởng hoàn toàn với mục đích tiêu diệt nội bộ, chứ không chỉ là những cái chuyện dựng hồ sơ giả để Nguyễn Văn Hưởng có thể truy tố bất kỳ ai bên ngoài lực lượng công an, kể cả các cái thành viên lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với những cái chứng cứ giả mạo. Thưa quý vị, kể cả sau này cũng vậy. Có một cái nhóm người đứng xung quanh tướng Nguyễn Văn Hưởng, đó là các nhân vật như Trình Quang Phú, Trần Mai Hạnh hay kể cả đại tá công an Nguyễn Dương Phong. Đó là những cái thành viên tham gia trong một cái gọi là chân dung quyền lực xuất hiện trước Đại hội 12. Thưa quý vị, đó là lý do có những cái tài liệu của Tổng cục 2 đã cho biết trong tháng 6 năm 2019, tướng Nguyễn Văn Hưởng đã tập hợp các nhân vật, đó là các ủy viên Bộ Chính trị vốn là tay chân của Nguyễn Tấn Dũng, bao gồm cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước ông Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, ông Phạm Minh Chính, trưởng ban Tổ chức Trung ương, và kể cả ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Mà tại cuộc họp tại biệt thự của tướng Nguyễn Văn Hưởng tại Vinhome Long Biên, theo đó mục tiêu của nhóm này đó là có một cái kế hoạch chuẩn bị thực hiện việc chuẩn bị tối đa khả năng, đặc biệt là khả năng về tài chính, để nhằm mục đích duy trì quyền lực và sự tái trở lại của Nguyễn Tấn Dũng sau Đại 13. Nhưng một cái vấn đề quan tâm nhất là trong số những nhân vật này, người ta có thấy sự xuất hiện của Lê Trung Hưng, tức Hưng Ta Nô, một kẻ được coi là con nuôi của Nguyễn Văn Hưởng. Theo đó, những cái tài liệu liên quan tới nội dung tại cuộc họp này, mà được biết những cái tài liệu này đã có một cái băng ghi âm mà do chánh án Nguyễn Hòa Bình trao nộp cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong khoảng thời gian đầu năm 2021. Theo đó, cần phải loại bỏ ngay lập tức những nhân vật nào mà nhóm của Nguyễn Văn Hưởng vừa kể không có thể điều khiển được, để hòng hạn chế tối đa việc nhóm này, và những nhân vật ủng hộ cho nhóm của Nguyễn Văn Hưởng không thể được đưa vào lò. Đến đây chắc là quý vị hiểu lý do tại sao một cái đòn đánh thẳng vào Nguyễn Văn Hưởng, dù rằng trước đó Bộ trưởng Công an Tô Lâm che chắn, đó là đại tá Nguyễn Duy Linh. Và đó làm cái đòn thử của Nguyễn Phú Trọng đối với tướng Nguyễn Văn Hưởng. Nhưng cái vấn đề cơ bản không phải là Nguyễn Duy Linh. Nguyễn Duy Linh chả là chỉ là một cái đòn đánh thử của Nguyễn Phú Trọng để thăm dò, mà vấn đề của nhóm Nguyễn Văn Hưởng là phải bằng mọi giá cứu được Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải. Còn những cái trường hợp như Nguyễn Duy Linh, Hưng Tà Nô, vân vân,
thì cố gắng tới mức tối đa không bị đưa vào vòng tố tụng. Thưa quý vị, chưa hết, để chuẩn bị cho các cái phương án nằm trong cái phương án, trong đó có cái phương án dùng tuổi để loại bỏ các đối thủ chính trị tham chính tiếp tục tại đại hội 13 và cố gắng tìm mọi cách đưa các cái nhân vật như Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Văn Bình, Tô Lâm, Phạm Minh Chính giữ những cái chức vụ cao cấp sau đại hội 13. Theo Nguyễn Văn Hưởng chỉ thị, đó là một cái hành động để bảo toàn sinh mệnh chính trị cũng như bảo toàn lợi ích của cả cái nhóm lợi ích của Nguyễn Tấn Dũng này. Thưa quý vị, một cái điều nguy hiểm hơn đó là nhóm chính trị này đã đưa ra một cái nhiệm vụ quan trọng, đó là phải chuẩn bị phương án tài chính thật dồi dào, dư giả, on hơn nhiều lần của cái đại hội 12. Và nhóm đại gia này bao gồm Nam Sun Group, Giúp Sẹo, Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh. Tuy nhiên, Vượng Vin được mời nhưng Vượng Vin không tham gia. Theo đó, để tạo dựng những thế lực về mặt tài chính, theo Nguyễn Văn Hưởng, với sự tham mưu của Nguyễn Văn Bình, cho rằng một cái cách thức dễ dàng nhất và để nhanh có tiền bạc nhất, đó là cần phải tiến hành cướp một số ngân hàng. Thưa quý vị, chứ cướp ở đây tức là thông qua một con đường thâu tóm như trước đây mà Nguyễn Văn Bình đã từng làm. Trong cái kế hoạch thâu tóm này thì có một số ngân hàng cụ thể, đó là Exim Bank hay Sacombank cũng như một số ngân hàng khác. Và cái cách thức chuẩn bị tiền rồi tại đại hội 13 sẽ áp dụng đúng chính sách như ông Nguyễn Tấn Dũng đã cho thực hiện tại đại hội 12, đó là đưa ra một cái danh sách 200 ủy viên trung ương không cần Ban Chấp hành Trung ương hay Bộ Chính trị giới thiệu hay bầu, mà sử dụng tiền để mua các cái đại biểu dự đại hội để bầu ra. Theo một cái kế hoạch này, được cho biết nhóm của Nguyễn Văn Hưởng mà đứng sau là Nguyễn Tấn Dũng có một cái kế hoạch chuẩn bị một số tiền khổng lồ để mua 1.000 đại biểu tham dự đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 với giá khoảng 3 tỷ đồng cho một đại biểu. Và thưa quý vị, tổng số đại biểu tham gia đại hội 13 có 1.480 đại biểu, mà nhóm của Nguyễn Văn Hưởng chủ trương sẽ mua dứt 1.000 đại biểu, tức là 2/3 số đại biểu tham dự đại hội. Và chắc chắn theo kế hoạch của Nguyễn Văn Hưởng vạch ra là nhóm của Nguyễn Tấn Dũng sẽ thành công mà không cần sự giới thiệu của Trung ương khóa trước, dưới cái sự chỉ đạo của trưởng ban nhân sự, đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và ngoài ra, nhóm Nguyễn Văn Hưởng hy vọng rằng với vai trò là trưởng ban tổ chức Trung ương thì ông Phạm Minh Chính sẽ gây sức ép với các địa phương. Bởi một lý do, theo Nguyễn Văn Hưởng, bất kỳ một bí thư hay chủ tịch của các tỉnh, thành phố trong 63 tỉnh, thành trên cả nước, ai cũng cần một cái sự ủng hộ của Phạm Minh Chính. Và thưa quý vị, theo giới phân tích đánh giá, đây là một cái cuộc họp gặp mặt rất quan trọng. Đồng thời, nó cũng cho thấy một cái vai trò mưu lược của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, một cái nhân vật sinh năm 1946, năm nay 76 tuổi, trong cái việc điều hành bàn cờ chính trị ở Việt Nam cho đến giờ phút này. Thưa quý vị, chưa hết, giới phân tích còn nhấn mạnh rằng trước khi nói rõ về con người của tướng Nguyễn Văn Hưởng trong lực lượng công an thì cần phải nói một cái thông tin đáng quan tâm về việc có một cái tội phạm cực kỳ nguy hiểm ngay trong gia đình của Nguyễn Văn Hưởng. Theo đó, cho đến nay, theo Tổng cục 2, Bộ Công an không có bất kỳ một cái động thái tố tụng, thậm chí là chạy tội cho đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai của Nguyễn Văn Hưởng. Và như quý vị đã biết, Nguyễn Duy Linh là người trực tiếp báo cho Phan Văn Đình Vũ, tức Vũ Nhôm, bỏ trốn. Và Vũ Nhôm đã khai ra Nguyễn Duy Linh. Và người làm công tác môi giới hối lộ đó là Hồ Hữu Hòa, tức Hòa Thầy Bói. Khi Hồ Hữu Hòa và Phan Đình Vũ bị bắt thì lập tức khai rõ những cái hành vi phạm tội, cụ thể là tội nhận hối lộ của đại tá Nguyễn Duy Linh. Nhưng mà như quý vị đã biết, sau một thời gian thì lập tức hai cái nhân vật, hai bị can chính trong cái vụ án hối lộ của Vũ Nhôm thì bất ngờ phản khung. Đó là lý do tại sao một cái vụ án đưa hối lộ của Phan Văn Nghệ Vũ đã bị tắc lại. Thậm chí Bộ Công an đã kết luận rằng không có đủ dấu hiệu để truy tố Nguyễn Văn Linh và đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xử lý kỷ luật về mặt đảng cũng như chính quyền.
Nhưng thưa quý vị, cái vụ án đối với Phan Văn Anh Vũ được khởi tố từ đầu năm 2018 cho đến nay về cái tội danh hối lộ, vậy mà cho đến bây giờ, cụ thể là tháng 4 năm 2021, thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã quyết định yêu cầu điều tra lại vụ án. Và thưa quý vị, trong cái thời gian chóng vánh chỉ có 15 ngày mà cơ quan điều tra của Bộ Công an C01 đã có kết luận điều tra và khẳng định Nguyễn Duy Linh phạm tội, nhận một cái khoản tiền hối lộ từ ban tới 5 triệu đô la. Nhưng thưa quý vị, chúng tôi phải nhắc lại, Nguyễn Duy Linh bị truy tố và bắt giam nhưng hoàn toàn không có các chứng cứ trực tiếp để có thể buộc tội Nguyễn Duy Linh. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vẫn khẳng định Nguyễn Duy Linh có tội. Những cái vấn đề đó, thưa quý vị, có lẽ trong thời gian tới, nhất là sau Hội nghị Trung ương 5, thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chỉ đạo để làm rõ. Thưa quý vị, trở lại những cái báo cáo của Tổng cục 2 đối với Tổng Bí thư, cũng như các cái tài liệu của cơ quan tình báo Trung Quốc đã cho biết một cái nhóm lợi ích ở trong đảng vào cái giai đoạn 2009-2011 đã lợi dụng sự yếu kém về mặt tổ chức của đảng. Và cái nhóm lợi ích này cho biết đó là một số cán bộ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của đảng, của chính phủ, với một cái chủ trương là vơ vét tài nguyên của cải của nhà nước. Và thế lực này không chỉ đe dọa sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam từ bên trong, mà ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc còn cảnh báo ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam về một cái hiểm họa từ bên trong của cái nhóm lợi ích này. Theo đó, nó đe dọa trực tiếp sự sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam và có thể đẩy đất nước Việt Nam tới một cuộc khủng hoảng toàn diện và sâu sắc nhất kể từ năm 1986 cho tới nay. Thưa quý vị, chi tiết những cái vấn đề này thì chúng tôi sẽ giới thiệu để quý vị thấy đây là một cái kế hoạch thật hay giả thì chúng tôi dành cho quý vị toàn quyền kết luận. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ khẳng định với quý vị rằng đây là một cái vụ án có thật và cái hồ sơ này đến nay được lật lại. Theo đó, theo báo cáo của Tổng cục Tình báo Quân đội, nhóm lợi ích này đã lũng đoạn và chiếm đoạt trên 50% tài sản của quốc gia. Theo đó, đã lũng đoạn toàn bộ các cái tập đoàn, các cái doanh nghiệp nhà nước, đó là xương sống của nền kinh tế quốc gia. Vấn đề thứ hai, nhóm lợi ích này đã thao túng hệ thống tài chính ngân hàng. Vấn đề thứ ba là cố ý tạo ra, làm rối loạn các chính sách tiền tệ của nhà nước. Vấn đề thứ tư là nhóm lợi ích này đã chiếm đoạt như bán rẻ tài nguyên thiên nhiên cho nước ngoài. Vấn đề thứ năm là làm tê liệt nền sản xuất của Việt Nam. Vấn đề thứ sáu, nhóm lợi ích này đã sử dụng các cái lực lượng vũ trang, cảnh sát, kể cả quân đội tham gia việc thu hồi đất một cách bừa bãi để phục vụ những cái mưu đồ lợi ích của cá nhân. Chưa hết, thưa quý vị, nhóm lợi ích này làm rối loạn nhiều chính sách khác về giáo dục, y tế và văn hóa, đặc biệt có những quan hệ trái phép với nhiều nhóm lợi ích ở nước ngoài. Thậm chí trong báo cáo của Tổng cục 2, báo cáo với Tổng Bí thư cho biết nhóm lợi ích này có những cái âm mưu rất lớn. Cụ thể, nhóm lợi ích đã cùng nhau mưu toan nhằm phá bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể là tiếp tục lũng đoạn các cơ quan đảng và chính quyền. Thứ hai, mua chuộc cán bộ chủ chốt, làm tha hóa bộ máy cảnh sát, an ninh, quân đội tại nhiều cấp. Vấn đề thứ ba là tiếp tục làm tê liệt các nguyên tắc tổ chức từ bên trong nội bộ đảng để tiến tới vô hiệu hóa các cơ quan chức năng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vấn đề tiếp theo là biến công cụ chuyên chính thành những cỗ máy phục vụ lợi ích của các bố già. Chưa hết, thưa quý vị, vấn đề thứ bảy là biến nền báo chí cách mạng, các cơ quan quản lý báo chí trở thành những người đưa tin tuyên truyền cho nhóm lợi ích này. Vấn đề thứ tám là những cái chủ trương lớn về xây dựng đảng, dân chủ hóa trong nội bộ của đảng. Nhóm lợi ích này chỉ đạo tiến hành một cách qua loa và đại khái, thậm chí qua mặt sự lãnh đạo của đảng. Vấn đề thứ 9 đó là tiến hành các cái hoạt động tinh vi đặt Đảng Cộng sản Việt Nam vào một cái tình thế đối đầu với nhân dân, hướng sự bất bình của nhân dân vào đảng. Vấn đề thứ 10 là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng. Theo báo cáo của Tổng cục 2 Tình báo Quân đội, nhóm lợi ích này đã mưu toan ám sát một số cán bộ cao cấp nếu cần. Thưa quý vị để ý tất cả những cái điều chúng tôi trình bày từ các cái tài liệu mà chúng tôi có được
Người ta chỉ nói nhóm lợi ích, chứ không nói cụ thể nhóm lợi ích này thuộc về ai, người đứng đầu nhóm lợi ích này là ông nào. Nên chắc hẳn quý vị cũng như chúng tôi có thể đoán ra người đó là ai. Nó là một cái ẩn số nào đó, hẳn chúng ta mọi người đã rõ. Chưa hết, thưa quý vị, trong một cái báo cáo của Tổng cục 2 Tình báo Quân đội cho biết, cái nhóm lợi ích này đã xây dựng một cái cường lĩnh chính trị lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, cùng với việc vơ vét lũng đoạn phá hoại tổ chức của Đảng, thì nhóm lợi ích này đã ráo riết tiến hành xây dựng cường lĩnh chính trị để phục vụ cho một cái giai đoạn mới. Mà ở đây, theo báo cáo của Tổng cục 2, mục tiêu cường lĩnh nó không phải là xây dựng một chế độ dân chủ thực sự, mà cái nhóm lợi ích này toàn tính. Theo đó, họ dự tính dựng ra một cái nhà nước với chế độ tổng thống độc tài lãnh đạo do nhóm này kiểm soát. Thậm chí nhóm lợi ích này đã có những cái biểu hiện cho thấy công khai cổ vũ mô hình của nước Nga thời hậu cộng sản, đồng thời không giấu giếm gì về cái việc một cái sự chuyển tiếp trong hòa bình. Thậm chí theo Tổng cục 2, một số bố già đã được nhóm cử đi tham quan nghiên cứu để nhằm hoàn thiện cường lĩnh chính trị của nhóm lợi ích này. Thưa quý vị, theo báo cáo của Tổng cục 2 cho biết, cường lĩnh chính trị của nhóm lợi ích này, thưa quý vị, theo báo cáo của Tổng cục 2 cho biết, cường lĩnh chính trị của nhóm lợi ích này sẽ xây dựng một cái nhà nước tư bản độc tài, được dựng lên với một tổng thống do các bố già thao túng, với một cái bộ máy an ninh quân đội, truyền thông sẽ phục vụ lợi ích của các bố già này, và toàn bộ tài sản quốc gia sẽ tập trung vào các soái và các bố. Chưa hết, những ai đứng sau cường lĩnh này, đó là một cái câu hỏi lớn nhất mà những người thực hiện kế hoạch tạm gọi là bảo vệ chế độ của Tổng cục Tình báo Quân đội đang ráo riết tìm câu trả lời, và một cái câu trả lời chắc chắn theo đó sẽ được sử dụng để đảng thực hiện trong cái cuộc thanh trừng nội bộ với một quy mô và một cái phạm vi thanh trừng. Theo Tổng cục 2 dự kiến, nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng có những tin không loại trừ kể cả ông Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng. Thưa quý vị, vào cái thời điểm đó, thời mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn sống, lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng đại diện cho người đứng đầu chính phủ đã xin vào chúc mừng sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng nhận được một cái câu trả lời cho biết Bộ Quốc phòng chưa có thể sắp xếp được. Thưa quý vị, ít nhiều trong số các quý khán thính giả đang nghe chương trình của chúng tôi cũng đã nghe qua các cái tài liệu này. Xong thưa quý vị, đó là một trong những nguyên nhân tại sao vào tháng 12 năm 2012, một kế hoạch bắt giữ Nguyễn Đức Kiên đã được Bộ trưởng Bộ Công an lúc đó là ông Trần Đại Quang tiến hành, và cái kế hoạch này được giữ tuyệt mật. Thưa quý vị, theo báo cáo của Tổng cục 2 cho biết, rút kinh nghiệm từ cái vụ tử tù Dương Chí Dũng trong cái vụ án Vinalize trước đây, thì cái việc bắt Nguyễn Đức Kiên tức Kiên Bạc được ban chuyên án của Bộ Công an tiến hành hết sức bí mật. Thậm chí cả Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng chỉ có hai nhân vật được biết trước. Và cái kế hoạch thực hiện bắt và khám nhà Nguyễn Đức Kiên do đích thân Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang chỉ đạo, và các Thứ trưởng Bộ Công an, đặc biệt là Phạm Quý Ngọ cũng như Tô Lâm, không được phép biết trước. Và đây là một cái điều cực kỳ bất thường trong nội bộ Bộ Công an kể từ năm 1994 đến cái thời điểm đó. Theo báo cáo của Tổng cục 2, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành một cái việc làm trong sạch hóa cán bộ đảng viên trong nội bộ đảng. Và một cái kết quả bỏ phiếu tín nhiệm trong giai đoạn đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạt được 3 phiếu ủng hộ trên 14 phiếu. Với một cái quyết định như vậy nên chức danh trưởng ban phòng chống tham nhũng trung ương của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được chuyển sang cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đó là lý do ngay lập tức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành lập một cái ban nội chính do đích thân Tổng Bí thư là người đứng đầu. Được biết, thưa quý vị, trong cái giai đoạn từ tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2012, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã tiến hành cái việc kiểm điểm nội bộ các cái thành phần của Bộ Chính trị, mà thực chất mục đích của Nguyễn Phú Trọng là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để thông qua công tác này loại bỏ ảnh hưởng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Vấn đề thứ hai, ông Nguyễn Phú Trọng chủ trương kiện toàn bộ máy chống tham nhũng, mà trọng tâm sẽ tập trung vào Bộ Công an với một cái mục đích thực chất là loại bỏ ảnh hưởng của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, một cái trùm mật vụ phụ trách vấn đề an ninh, cũng như các cái tay chân của Nguyễn Văn Hưởng nằm dày đặc ở các đơn vị nghiệp vụ trong Bộ Công an cũng như rất nhiều địa phương. Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ thực hiện một số sự điều chỉnh nội bộ để hoạt động điều tra chống tham nhũng đạt cái hiệu quả cao hơn. Và thưa quý vị, việc bắt giam điều tra đối với Nguyễn Đức Kiên, tức Kiên Bạc, khi đó được giao cho Tổng cục Cảnh sát của tướng Phan Văn Vĩnh, tức Vĩnh Chột, chứ không giao cho cơ quan an ninh điều tra. Vì người ta biết Nguyễn Văn Hưởng vẫn có một cái ảnh hưởng lớn đối với cái khối an ninh của Bộ Công an vào thời điểm đó. Đặc biệt khi đó, Thứ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm vốn là thư ký của Nguyễn Văn Hưởng, rất có thể dễ dàng lọt lộ các cái thông tin. Đặc biệt rút kinh nghiệm từ cái vụ Dương Chí Dũng được Thượng tướng Phạm Quý Ngọ báo để bỏ trốn, thì cái việc bắt giữ Nguyễn Đức Kiên là một cái điều được cho là tuyệt mật. Và thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, kể từ năm 94 cho đến cái thời điểm năm 2012 mới có một cái kiểu bắt người bí mật như vậy đối với Nguyễn Đức Kiên, tức Kiên Bạc. Bởi vì trước năm 1994, khi đó Bộ trưởng Bộ Công an là Thượng tướng Bùi Thiền Ngộ đã chỉ đạo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân lúc đó là Thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp, một cái người có tư thù với Trung tướng Phạm Tâm Long, đã tiến hành bất ngờ bắt giam con trai của Thứ trưởng Bộ Công an ông Phạm Tâm Long, đó là Đại úy Công an ông Phạm Xuân Liên. Và các cái Thứ trưởng Công an thời ấy đều không biết trước được cái kế hoạch đánh án của Thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp. Thậm chí ngày trước đó, Thứ trưởng Bộ Công an ông Phạm Tâm Long còn được Bộ trưởng Bùi Thiền Ngộ cho đi họp ở Đông Nội. Và Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Công an Phạm Thiền Ngộ, tức ông Bà Ngộ, đã báo cáo trực tiếp và nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Bí thư Đỗ Mười, không qua cả Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Và trong cái vụ án bắt Kiên Bạc thì chắc chắn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bị qua mặt. Và thưa quý vị, đó là người ta bắt Nguyễn Đức Kiên vào cuối giờ chiều, thì đêm hôm đó được biết tại tư gia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sáng đèn cả đêm với một cái bầu sậu, người ta bàng hoàng về cái kế hoạch bắt bất ngờ. Và người trực tiếp chỉ đạo không ai khác là Trung tướng Nguyễn Văn Vĩnh, một cái nhân vật được cho là Giám đốc Công an Nam Định đi lên. Và tướng Nguyễn Văn Vĩnh là một người đồng hương với Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, cùng hội cùng thuyền trong một cái hội có tên là Nam Cường. Và thưa quý vị, cái bằng chứng này để chúng tôi nói với một số người cho rằng là ông Trần Đại Quang có những mối quan hệ thân tình với ông Nguyễn Tấn Dũng, nó là những cái chuyện khó, nhưng mà nó là sau này. Khi mà ông Trần Đại Quang thất thế thì lại quay trở lại ôm chân ông Nguyễn Tấn Dũng, dù rằng lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng cũng đã gần như mất hết quyền lực. Thưa quý vị, đó là lý do ngay sau khi Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng nghỉ hưu thì các cơ quan tư pháp của Trung ương đã họp hành và xem xét nghe ý kiến chỉ đạo tiến độ điều tra vụ Nguyễn Đức Kiên. Và đó là lý do tại sao chưa đầy 72 giờ sau khi Thượng tướng giao búa Nguyễn Văn Hưởng, một cái trợ lý thân cận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cầm sổ hưu trong tay, thì lập tức ban chuyên án tiến hành một cái lệnh bắt đối với Nguyễn Đức Kiên. Điều này đã cho thấy không những một cái hy vọng của bầu Kiên vụt tắt, mà những cái nhân vật đứng sau bầu Kiên, cụ thể là ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Văn Hưởng, cũng bàng hoàng trước cái tin bất ngờ đó. Thưa quý vị, có một cái điều đặc biệt là Nguyễn Đức Kiên, tức bầu Kiên, đã bị truy tố về các cái tội danh. Thứ nhất đó là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vấn đề thứ hai là cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Vấn đề thứ ba là tội kinh doanh trái phép. Và một cái tội thứ tư đó là tội trốn thuế. Nhưng có một cái vấn đề, thưa quý vị, nó nổi cội và khiến cho người ta lưu ý. Đó là lập tức ngay sau buổi chiều bắt Nguyễn Đức Kiên, tức bầu Kiên, thì báo Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Đại Quang, đã đăng rất chi tiết. Điều đó cho thấy quan điểm của Bộ trưởng Bộ Công an ông Trần Đại Quang lúc đó
Đối với cố vấn an ninh của Thủ tướng, tức Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng hoàn toàn đã khác biệt. Về điều này, theo giới phân tích, điều đó nó sẽ dẫn tới nhiều diễn biến thú vị, có thể đánh sập ghế Thủ tướng của Nguyễn Tấn Dũng. Rồi người ta sẽ tiếp tục xử lý các cái vụ án nổi cộ đối với các cái nhân vật có mối quan hệ đặc biệt với Thủ tướng, thậm chí kể cả ông Trần Đại Quang. Và thưa quý vị, ông Trần Đại Quang là một cái người không nhìn nhận được những cái nguyên căn nguyên ra sao. Và cuối cùng quý vị đã thấy Trần Đại Quang chính là một người hứng hậu quả của cái vụ việc mà trước đó Trần Đại Quang đã tiếp tay cho Nguyễn Phú Trọng. Và nó dẫn tới một cái chết thê thảm của Trần Đại Quang mà người ta không biết rõ nguyên nhân, lý do chết tại sao. Chỉ có những cái đồn đoán cho rằng ông Trần Đại Quang đã bị ban lãnh đạo Bắc Kinh đầu độc trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Trần Đại Quang vào tháng 4 năm 2017. Thưa quý vị, trở lại một cái bài báo của báo Công an Nhân dân. Lúc đó với tiêu đề cần phải làm rõ ba tội danh của ông trùm Nguyễn Đức Kiên. Thưa quý vị, dưới sự chỉ đạo của ông Trần Đại Quang thì những bùi bút của báo Công an Nhân dân đã lên án và kể tội. Theo đó, với bề ngoài một ông trùm trong lĩnh vực tài chính, một người sở hữu nhiều biệt thự loại sang, đi xe ô tô đắt tiền, đồng thời bầu Kiên là sở hữu một cái đội bóng đá chuyên nghiệp, là một kẻ với những lời phát biểu rất mạnh mồm của kẻ có tiền, nhưng thực chất những cái đồng tiền của bầu Kiên đều là tiền ảo, theo kiểu mỡ nó rán nó, và điều đó đã tác động xấu đến thị trường tiền tệ của Việt Nam, nó làm ảnh hưởng đến chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của nhà nước. Theo báo Công an Nhân dân, đã hơn 6 tháng kể từ thời điểm của Nguyễn Đức Kiên bị bắt về tội kinh doanh trái phép, quá trình điều tra đã làm rõ các cái hành vi của Nguyễn Đức Kiên, đó là cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bầu Kiên cũng như 7 bị can khác có liên quan. Theo báo Công an Nhân dân, Nguyễn Đức Kiên tức bầu Kiên vốn được coi là một người có tầm ảnh hưởng bởi vì Nguyễn Đức Kiên nắm rất nhiều cổ phần ở một số ngân hàng. Nhưng thực chất bầu Kiên có một cái tiềm lực thực sự hay không thì câu trả lời đang dần được hé mở. Thưa quý vị, chưa hết, báo Công an Nhân dân còn cáo buộc Nguyễn Đức Kiên khi đó từ vốn ảo trở thành ông trùm tài chính. Theo đó, thủ đoạn làm giàu của Nguyễn Đức Kiên đó là sử dụng pháp nhân của một cái công ty BNB vay tiền của cái ngân hàng Á Châu với số tiền 1.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành và bán trái phiếu cho ngân hàng ACB trong thời gian 120 tháng tức 10 năm. Nhưng mà thủ đoạn của Nguyễn Đức Kiên theo báo Công an Nhân dân, khi vay được 1.000 tỷ thì Nguyễn Đức Kiên và 8 người thân trong gia đình đã sử dụng 974.850.000 để mua 33% cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thương tín Việt Banh, nâng số cổ phần của Kiên và gia đình lên 41% cổ phần của Ngân hàng Việt Banh. Rồi lập tức ngay sau đó, bầu Kiên dùng số cổ phần mới mua của Việt Banh để làm một cái tài sản thế chấp cho khoản vay 1.000 tỷ của Ngân hàng ACB. Rồi tiếp tục, Nguyễn Đức Kiên lại đi vay tiền của các cái tổ chức tài chính hay các cái ngân hàng, rồi bán các cái trái phiếu và bằng cái thủ đoạn lấy mỡ nó rán nó tương tự đối với rất nhiều ngân hàng. Thì Nguyễn Đức Kiên đã vay được số tiền tới 2.400 tỷ đồng của ngân hàng Á Châu. Sau đó đã sử dụng số tiền đó để mua cổ phần cổ phiếu của một số ngân hàng hay các tổ chức tài chính như vừa kể. Và đó là lý do Nguyễn Đức Kiên đã cố ý làm trái gây thất thoát một số tiền của nhà nước tới 718 tỷ đồng. Những cái vụ án đó liên quan tới một số lãnh đạo ngành ngân hàng, đó là ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang hay Lý Xuân Hải, vân vân và vân vân. Thậm chí nói y như những cái điều mà Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup làm như hiện nay, đó là những cái tài sản thế chấp nhưng vẫn mang đi bán, rồi những cái giấy chứng nhận về sở hữu được quay vòng đi vay nhiều ngân hàng trong cùng một thời điểm, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, chúng tôi kể ra những cái điều đó để quý vị thấy rằng cái thời kỳ phát triển kinh tế dưới sự lãnh đạo của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đó là một cái thời kỳ kinh tế Việt Nam phát
triển theo cái lối một cái nhà nước tư bản hoang dã. Theo các chuyên gia kinh tế cho thấy, trong một cái thời gian dài thì các ngân hàng đã huy động vốn của nhân dân. Thay vì họ phải tìm cách cho vay để kinh doanh tiền tệ một cách bình thường, thì dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, các ngân hàng lại giao tiền cho các nhân viên, thậm chí là các cái lãnh đạo ngân hàng dùng tiền đó đi gửi vào ngân hàng khác. Và điều đó là những cái điều pháp luật không cho phép. Nhưng rõ ràng một điều, với một cái lề thói kinh doanh ngân hàng bất bình thường dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, thì nó có một hiện tượng, đó là tiền chạy từ ngân hàng sang ngân hàng. Theo kiểu như thế, nó đã tăng ra những cái tài sản ảo, tăng trưởng tín dụng ảo, rồi lợi nhuận cũng ảo, tăng trưởng giá trị cổ phiếu cũng ảo. Và theo các chuyên gia kinh tế rõ ràng, một cái chính sách kinh tế đối với ngân hàng như vậy, rõ ràng là nó đã góp phần vào những cơn rúng động suýt gây ra đổ vỡ cho hệ thống ngân hàng Việt Nam cái giai đoạn mà ông Nguyễn Tân Dũng làm chủ tướng. Một mặt khác, thưa quý vị, tiền của một ngân hàng bị huy động từ người dân lại được giao cho nhân viên gửi vào ngân hàng khác để hưởng chênh lệch lãi suất. Đó là một điều có nghĩa là các ngân hàng hoàn toàn không có cạnh tranh, mà họ dựa trên một cái quy luật thông thường. Và nếu có thì tại sao các cái ngân hàng kia không tự mình huy động vốn trong dân để khỏi phải chịu lãi suất cao hơn như vậy? Những điều đó, những chuyên gia ngân hàng cho rằng nó trái với quy luật của thị trường. Những điều đó đã bóp méo, gây ra những cái thiệt hại của ngân hàng, nhưng các cái cá nhân thì lại được hưởng lợi mà không có một cái cơ chế nào có thể ngăn cản được. Bởi vì nó là chủ trương của chính phủ, và điều đó nó phù hợp với những cái điều mà Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo Quân đội cáo buộc ông Nguyễn Tân Dũng đã mở đường cho những cái tay chân cấp dưới phá hoại cũng như lũng đoạn nền kinh tế Việt Nam. Chưa hết, thưa quý vị, theo đó một cái công ty đăng ký thành lập, rồi người ta cứ khai vốn điều lệ ngàn vài ngàn tỷ, rồi sau đó người ta phát hành trái phiếu với cái số tiền như người ta tự nghĩ ra để rồi bán cho ngân hàng. Theo các chuyên gia kinh tế cho biết, thử hỏi có một cái nền kinh tế phát triển bình thường lại làm những cái điều vô lý như vậy, và làm sao lại để tồn tại một cái chuyện một công ty mới thành lập lại được phép dễ dàng phát hành trái phiếu như thế? Và tất cả các quy trình soát xét bình thường đã bị ông Nguyễn Tân Dũng chỉ đạo cho thuộc hạ bỏ qua, rồi ngân hàng cũng bỏ qua các cái động tác thẩm tra đánh giá, mà điều này chính được thống đốc Nguyễn Văn Bình khi đó bật đèn xanh. Đó là giá trị tại sao các ngân hàng nhắm mắt nhắm mũi đi mua những cái trái phiếu vô giá trị. Và đó là một cái hành động theo Tổng cục 2 cho rằng nó là một cái hành động mang tính thao túng ngân hàng bất kể sự thiệt hại của các cổ đông. Thưa quý vị, chính cái việc phát hành trái phiếu dễ dàng trong thời điểm mà ông Nguyễn Tân Dũng đang ngự trị trên chiếc ghế Thủ tướng Chính phủ, nó đã tạo điều kiện cũng như các cái khe hở mà theo báo cáo của Tổng cục 2 cho biết rất nhiều tay tài phiệt đã góp vốn sở hữu của nhiều ngân hàng khác, mà thực chất họ không có một cái gì trong tay, họ chỉ làm giàu bằng tay trắng. Và đó chính là một cái sự khởi đầu của một hiện trạng sở hữu chéo, và nó trở thành một cái mớ bùng nhùng mà cho đến bây giờ người ta vẫn gỡ ra hết. Và có một điều ngạc nhiên, rất nhiều các ông bầu từ tay trắng, thậm chí là những cái kẻ chạy mánh mùng mà trở thành những ông chủ của các cái nhà bank, rồi trở thành các cái đại gia có tên tuổi. Theo luật sư Nguyễn Ngọc Bích, trên một cái bài viết của Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 30 tháng 8 năm 2012, có một cái nhận xét cho thấy cái sự kinh doanh tiền bạc của các ngân hàng dưới thời của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cùng nhiều Nguyễn Văn Bình. Theo đó, luật sư Nguyễn Ngọc Bích cho rằng, theo mô tả, những cái người chủ này họ bán trái phiếu, ví dụ họ bán cho ngân hàng A, rồi họ lấy tiền vay được đi mua cổ phần của một cái vài ngân hàng khác như ngân hàng B, ngân hàng C, ngân hàng D, vân vân. Tiếp theo đó, họ lại thế chấp cổ phiếu mới mua cho ngân hàng A để đảm bảo trả nợ. Số còn lại thì họ đem chi dùng cá nhân. Và số tiền vay mượn kiểu ấy, theo luật sư Nguyễn Ngọc Bích, tại cái thời điểm năm 2012 lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng. Và rõ ràng cái hệ thống luật pháp dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, đặc biệt sau một cái giai đoạn gọi là hậu Việt Nam tham gia Tổ chức Kinh tế Thế giới WTO, lúc đó rất sơ khai, và ông Nguyễn Tân Dũng và
các cái thuộc hạ của mình đã lợi dụng những chính sách đó để làm giàu và kiếm tiền bằng cái khả năng hiện có với mục đích kiếm được tiền nhiều nhất. Thưa quý vị, những cái điều chúng tôi vừa kể để quý vị thấy rằng một cái vụ án liên quan tới một cái kế hoạch được cho là vô hiệu hóa quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thậm chí là một cái âm mưu xoán đảng, lật đổ thể chế chính trị của ở Việt Nam do Nguyễn Tấn Dũng và một cái cộng sự có tên đó là Nguyễn Văn Hưởng. Với các tài liệu cho chúng tôi có được thì người ta khẳng định đó là một kế hoạch có thật, nhưng theo đánh giá của chúng tôi, nó cũng có thể có những điều có thật, nhưng cũng có những điều không phải là sự thật, mà người ta muốn tạo dựng ra một cái vụ án với cái mục đích để hạ bệ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng giữa cái lúc mà cái mối quan hệ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với ông bà Dũng, khi ông Nguyễn Phú Trọng thấy rằng ông Nguyễn Tấn Dũng trong cương vị Thủ tướng đã lấn ép và giành quyền lực lãnh đạo của Đảng. Cụ thể là ông Nguyễn Tấn Dũng đã giải thể các cái ban của Đảng, cụ thể là ban Nội chính Trung ương cũng như ban Kinh tế Trung ương, mà tất cả các cái quyền lực đó tập trung vào tay của ông Nguyễn Tấn Dũng khi đó là Thủ tướng. Theo Nguyễn Tấn Dũng, các cái ban của Đảng tham gia chỉ làm tạo điều kiện cản trở và chậm trễ công việc. Và cái điều đó, thưa quý vị, trong cái giai đoạn 2006 cho tới 2011, khi ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng nhiệm kỳ thứ nhất, Tổng Bí thư khi đó là ông Nông Đức Mạnh. Và thưa quý vị, ông Nông Đức Mạnh thì 14 cũng ừ, 14 cũng gật, Nguyễn Tấn Dũng nói gì là Nông Đức Mạnh ok hết. Bởi Nông Đức Mạnh đã bị Nguyễn Tấn Dũng đưa vào tròng há miệng mắc quài. Cụ thể là cái việc ông Nguyễn Tấn Dũng đã yêu ái đưa con trai của ông Nông Đức Mạnh là Nông Quốc Tuấn giữ các chức vụ quan trọng, thậm chí còn giữ cái chức bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, trong khi năng lực của Nông Quốc Tuấn thì ai cũng biết đó là một thanh niên chưa tốt nghiệp phổ thông và do nghiện ma túy mà ông Nông Đức Mạnh đã gửi sang xuất khẩu lao động ở Cộng hòa Liên bang Đức, rồi về Việt Nam không nghề không mẫu, vẫn tiếp tục nghiện hút, sống vật vờ. Và đó là lý do tại sao ông Nông Đức Mạnh đã gửi Nông Quốc Tuấn về đoàn thanh niên để tạo điều kiện dần dần bàn bạc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bố trí những cái chức vụ quan trọng đứng đầu tỉnh. Như quý vị đã thấy, thưa quý vị, một cái nhân vật được cho là có liên quan tới cái vụ án, nhưng tất nhiên nó làm cái thế hệ sau, và nhân vật đó có liên hệ với Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Người đó không ai hết, đó là Phan Văn Minh Vũ. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, báo chí cũng như mạng xã hội liên tục đưa tin về việc người ta bắt Vũ Nhôm và khởi tố thêm tội danh liên quan tới cái vụ đưa hối lộ cho Đại tá Nguyễn Duy Linh, Tổng cục Phó Tổng cục Tình báo. Và thưa quý vị, giới phân tích cho rằng truyền thông nhà nước trong những ngày vừa qua như lên đồng, người ta đã thay quan tòa để kết tội Vũ Nhôm, nhưng mà người ta không quan tâm rằng ai được lợi trong cái việc xử lý Vũ Nhôm. Bởi vì như quý vị đã biết, Vũ Nhôm là một cựu sĩ quan tình báo với cấp bậc thượng tá, là một đệ tử của Trần Đại Quang. Mà trước Trần Đại Quang thì Vũ Nhôm là tay hòm trì hóa cho trưởng ban nội chính trung ương ông Nguyễn Bá Thành. Một cái câu hỏi đặt ra là trong cái việc xử lý Vũ Nhôm thì ai sẽ có lợi, ai sẽ có hại? Một cái vấn đề đầu tiên người ta nói, có phải Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người được lợi nhất hay không? Tất nhiên thưa quý vị, cái trường hợp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn thông qua một cái con bài Vũ Nhôm để tổ chức thêm một cái mũi tấn công đối với Bộ trưởng Bộ Công an, ông Trần Đại Quang, khi đó đang giữ chức Chủ tịch nước, là một cái điều có thật. Và như quý vị đã biết, Vũ Nhôm thực chất cũng là một cái kẻ mua đi bán lại công sản nhà nước dưới cái sự tạo điều kiện của ông Nguyễn Bá Thành mà thôi. Rõ ràng ông Nguyễn Phú Trọng trong cương vị Tổng Bí thư là một người có vị trí cao nhất trong hệ thống chính trị ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua, thậm chí có thể là một cái nhân vật quyền lực nhất cho đến thời điểm này. Và thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng trong cương vị người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng, thì ông Nguyễn Phú Trọng thừa biết người đứng sau Nguyễn Đức Chung hiện nay là ai, người đứng sau Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Sài Gòn là ai. Nhưng có một cái điều thưa quý vị, đó là người ta thắc mắc tại sao những cái người giàu có hơn Vũ Nhôm hàng chục hàng trăm lần, mà tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại bắt một cái con cá con có tên là Phan Văn Đình Vũ.
mà bỏ qua những cái con cá mập đáng phải bắt hơn. Đơn giản, thưa quý vị, đó là thời điểm đó, ông Nguyễn Phú Trọng muốn giết chết Nguyễn Xuân Anh, con của ông Nam Chi, để rửa một cái nỗi hận mà Nam Chi trước đây đã tiếp tay cho Nguyễn Tấn Dũng thoát tội trong cái đại án Vinasin. Mà ông Nam Chi, thưa quý vị, bị tướng Nguyễn Văn Hưởng cài cho Hưng Tano quay phim chụp ảnh. Bà vợ của ông Nam Chi nhận từ tay Hưng Tano một cái số tiền 100.000 đô la tiền mặt, và bà Thủy đã bị Hưng Tano quay phim làm bằng chứng. Và cái bằng chứng đó bà Dũng đã đưa trực tiếp cho ông Nam Chi khi đó là người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Không những thế, thưa quý vị, Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, kể cả Nguyễn Xuân Anh là đệ tử ruột của ông Nguyễn Bá Thành. Mà khi còn sống, quý vị đã biết Nguyễn Bá Thành là đệ tử ruột của Nguyễn Phú Trọng. Mỗi khi có bầu bán, lấy phiếu tín nhiệm v.v. thì Nguyễn Bá Thành chịu trách nhiệm sông pha cần mẫn vận động các lá phiếu ở miền Trung để ủng hộ cho Nguyễn Phú Trọng. Đó là lý do người ta nói ông Nguyễn Bá Thành là tai mắt của Tổng Bí Thư ở miền Trung. Nguyễn Bá Thành sẵn sàng chết thay cho Tổng Bí Thư. Và ngược lại, Tổng Bí Thư cũng tin tưởng và ủng hộ Nguyễn Bá Thành. Và đó là lý do tại sao Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã bằng mọi cách để đưa hai nhân vật, đó là Nguyễn Bá Thành cũng như Vương Đình Huệ, vào Bộ Chính trị. Nhưng rất tiếc, kế hoạch này của Tổng Bí Thư đã thất bại trước kế hoạch của ông bà Dũng, đưa hai nhân vật người miền Nam, đó là Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Người ta nói, việc giết con, bắt bạn thân của con, tức Vũ Nhôm, để trả thù cha, tức là Nam Chi, bắt và kỷ luật hai người thân thiết nhất của đàn em đệ tử của mình, tức Nguyễn Bá Thành, là một người luôn luôn ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng trong mọi hoàn cảnh như chúng tôi vừa kể. Và điều đó nó cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng đã đánh mất một cái điều mà người ta cho rằng một cái bậc chính nhân quân tử không bao giờ được phép làm những cái điều đó. Và người ta hỏi ông Nguyễn Phú Trọng một cái sự bao dung độ lượng, thậm chí bao dung với chính kẻ đã từng là kẻ thù của bậc minh quân ông Nguyễn Phú Trọng để đâu. Bởi vì một cái bài học lịch sử hẳn quý vị còn nhớ, đó là dưới cái thời của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã sẵn sàng cung cấp lương thực ngựa tốt cho kẻ thù phương Bắc khi chúng nó đã thua trận để cho chúng nó về nước. Và đó là một cái bài học thể hiện tính nhân văn của người Việt chúng ta. Một cái câu hỏi người ta nói, phải chăng cái việc bắt Vũ Nhôm có lợi cho Nguyễn Xuân Phúc? Và Nguyễn Xuân Phúc là một cái người được cả tiếng lẫn cả miếng. Và thưa quý vị, hay nói một cách thẳng thắn, đó là người được nhất, được cả chì lẫn chài là Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị, cái điều này để kết luận nó cũng rất khó, vì người ta đều hiểu Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Bá Thành là hai kẻ thù không đội trời chung một cái bầu trời Đà Nẵng. Và đó là lý do tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng nó phải tách ra làm đôi, bởi vì hai con hổ không chịu nhốt chung một chuồng. Xong, thưa quý vị, theo giới phân tích thì cái hành động của Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo bắt Vũ Nhôm để thể hiện một cái sự trung thành của Nguyễn Xuân Phúc đối với ông Nguyễn Phú Trọng và để lấy lòng cho Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì khi đó, trong cái giai đoạn sau đại 12, thì Nguyễn Xuân Phúc cảm giác rằng nếu Nguyễn Phú Trọng nghỉ thì Nguyễn Xuân Phúc sẽ là một cái người thay thế cho Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù lúc đó ai cũng biết ông Nguyễn Phú Trọng đã lựa chọn một cái ứng cử viên, đó là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng. Và với cái mối quan hệ của Bảy Phúc, tức Nguyễn Xuân Phúc, thậm chí có những giai đoạn người ta nói Nguyễn Xuân Phúc là quyền Tổng Bí Thư thay thế cho Nguyễn Phú Trọng được rồi. Thưa quý vị, tuy nhiên những cái dư luận ở Đà Nẵng cho biết thực ra trong các cái phi vụ Vũ Nhôm mua bán các cái công sản, và đến khi Vũ Nhôm thất thế, khi mà ông Trần Đại Quang đã ở một cái tình thế bệnh tật sắp sửa qua đời, thì Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo bắt Vũ Nhôm phải nhượng lại các cái dự án cho những cái sân sau của ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ bằng giá 1/3 giá trị thực. Theo những cái lời thương lượng của tay chân Bảy Phúc đối với Vũ Nhôm, nếu mày không bán rẻ thì anh Bảy sẽ khởi tố mày. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao Vũ Nhôm đã phải bán một cái dự án The Sunrise Bay với giá trị chỉ bằng 1/3 giá trị cho những cái nhóm lợi ích của ông Nguyễn Xuân Phúc. Và đó là lý do tại sao ông Huỳnh Đức Thơ, cái thời đó là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng,
trả lời một cách tình bơ rằng cái việc mua bán dự án đó là một chuyện bình thường giữa người chủ. Nhưng mà Huỳnh Đức Thơ thừa biết rằng đó là những cái phát biểu để bảo vệ cho Nguyễn Xuân Phúc, bởi vì Vũ Nhôm trong cái giai đoạn đó đang đối diện với các cái bản án của pháp luật thì giá bao nhiêu cũng phải bán để lấy lòng ông Nguyễn Xuân Phúc, vì người ta cho rằng nếu ông Nguyễn Xuân Phúc và các cái sân sau của mình mua lại cái dự án vừa kể của các nhà đầu tư nước ngoài thì chắc chắn sẽ không ép giá được. Thưa quý vị, hơn thế nữa, người ta cho rằng cái mối quan hệ cơm không lành chanh chưa ngọt giữa Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Bá Thành trước đây, dù rằng Nguyễn Bá Thành qua đời nhưng Nguyễn Xuân Phúc muốn tiêu diệt Vũ Nhôm để trả thù cái mối hận đối với Nguyễn Bá Thành trước kia. Thưa quý vị, được biết trong cái giai đoạn hiện nay liên quan tới các cái tội trạng của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, người ta còn muốn tìm đến những cái bí mật liên quan tới cái vấn đề thao túng các cơ quan truyền thông của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng sau khi nghỉ hưu. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu về cái câu chuyện Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đã làm truyền thông sau khi nghỉ hưu như thế nào, thì chúng tôi xin được bắt đầu từ một cái nhân vật có tên là Trình Quang Phú. Thưa quý vị, Trình Quang Phú còn có một tên khác, đó là Trình Tư Cảnh, Tô Hồng Phú, là một người quê ở Phú Yên, sinh năm 1940. Hiện nay Trình Quang Phú đang ngụ tại số 27 đường Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Hiện nay Trình Quang Phú đang sống với một bà vợ thứ hai có tên là Hương, họ Huỳnh, giám đốc công ty Sài Thành. Mà được biết trước đây bà Hương, trước giải phóng, là vợ của một sĩ quan tình báo chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà ông chồng cũ của bà Hương đã vượt biên đi nước ngoài, thì bà Hương ở lại sống với Trình Quang Phú. Theo những tài liệu lưu trữ của Công an thành phố Hồ Chí Minh thì Trình Quang Phú không có bằng cấp, không có học hành gì cả, vì từng bị Công an Việt Nam bắt hai lần, năm 1982 và 1994, về tội lừa đảo tham mô tài sản. Vậy mà Trình Quang Phú sau khi ra tù đã tự nhận là trợ lý của cố chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ, thậm chí là trợ lý của cố thủ tướng ông Phan Văn Khải. Xong qua điều tra, các cái tài liệu của Công an thành phố cho biết ông Nguyễn Hữu Thọ chỉ có một mình ông Phạm Văn Huyệt là thư ký, và con trai của ông Nguyễn Hữu Thọ là ông Nguyễn Hữu Châu cũng xác nhận Trình Quang Phú không phải là thư ký của cha mình. Và đó là lý do cơ quan Công an thành phố đã mời Trình Quang Phú lên cảnh cáo, nói rằng đó là các cái hành vi mang tính chất lừa đảo. Thưa quý vị, chưa hết, Trình Quang Phú lại còn tự nhận là phóng viên của Việt Nam Thông Tấn Xã, dù rằng Việt Nam Thông Tấn Xã có những cái văn bản thông báo không xác nhận Trình Quang Phú, thậm chí khẳng định Trình Quang Phú chưa bao giờ là phóng viên của Việt Nam Thông Tấn Xã. Rồi Trình Quang Phú vẫn chưa hết những cái hành động lừa đảo, nhận mình là tiến sĩ, viện sĩ, viện hàn lâm về các cái vấn đề của xã hội của Liên Xô trước đây, rồi thậm chí còn nhận là cố vấn của Thủ tướng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông. Thưa quý vị, đến lúc này, để nói về cái Viện Nghiên cứu Phương Đông mà Trình Quang Phú là viện trưởng và có chi nhánh tại Hà Nội, thì ít ai biết rằng Viện Nghiên cứu Phương Đông là của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, là một người giám đốc chi nhánh Hà Nội. Ngoài ra tướng Hưởng còn là tổng biên tập tạp chí Phương Đông trực thuộc cái Viện Nghiên cứu Phương Đông. Thưa quý vị, theo giới phân tích, khi quan sát những chi tiết từ những cái dữ liệu này thì thấy Nguyễn Văn Hưởng, một sĩ quan cao cấp phụ trách vấn đề an tình báo của lực lượng Công an Việt Nam, đã đầu quân cho một cái cơ quan của một tên tội phạm đã bị bắt và truy nã, thậm chí bị cảnh cáo nhiều lần. Đó là cái nhân vật có tên Trình Quang Phú. Thì một cái câu hỏi lớn phải đặt ra với tướng Hưởng, đó là tướng Nguyễn Văn Hưởng chưa bao giờ một ngày làm báo, vậy mà tại sao lại được giữ một chức trọng trách, đó là làm tổng biên tập một cơ quan báo chí, lại được sự hợp tác của Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam mà Trần Mai Hạnh đã từng dính vào cái vụ án chạy tội cho Nam Cam trước đây. Rồi kể cả Đại tá Nguyễn Như Phong, một cái nhân vật đã bị kỷ luật và tù thể nhà báo. Và người ta đặt ra một cái câu hỏi tại sao trong thời gian gần đây Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đã sẵn sàng làm cấp dưới cho những cái kẻ lừa đảo và những cái tội phạm chính trị như vậy. Vậy động cơ và mục đích của Nguyễn Văn Hưởng là gì? Thưa quý vị, theo giới phân tích, bằng quyền lực của mình trong thời gian phụ trách an ninh tình báo của Việt Nam trong cái giai đoạn mà ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng,
thì Nguyễn Văn Hưởng có rất nhiều tài liệu được thu thập bằng công sức của anh em cán bộ chiến sĩ an ninh, đặc biệt là những cái tư liệu khai thác từ các sĩ quan của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây, khai về các cái nhân vật lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam khi người ta bị bắt, người ta đã khai những cái điều gì. Và đó là lý do tại sao Nguyễn Văn Hưởng đang nắm giữ những cái tài liệu cực kỳ quan trọng mà trong một cái thời gian dài, như quý vị đã biết, ông Nguyễn Phú Trọng không hề dám đả động tới, cũng bởi sợ những cái thông tin bí mật mà Nguyễn Văn Hưởng sẽ công bố liên quan tới Tổng Bí Thư trong cái vấn đề hợp tác với Trung Quốc trước đây. Và thưa quý vị, điều này nó đã xảy ra với một cái bằng chứng rõ ràng, đó là trong cái bài nói chuyện của Thiếu tướng Trương Giang Long, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, trong một cái bài nói chuyện vào cuối năm 2016, tức là sau khi Đại hội Đảng 12, và cái clip dài 30 phút đó đã được công bố vào đầu năm 2017 liên quan tới một cái vấn đề hệ thống tình báo trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Và theo Thiếu tướng Trương Giang Long, có rất nhiều các cái lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động tình báo cho cơ quan tình báo Trung Quốc. Thưa quý vị, chúng tôi nói những cái điều đó và chúng tôi tiếp tục trình bày chi tiết những cái thông tin liên quan tới quý vị trong một cái hồ sơ mà Bộ Công an đã hình thành và tập hợp các cái tài liệu dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, ông Trần Đại Quang. Và cái vấn đề này nó nằm trong một kế hoạch của ông Trần Đại Quang trong cương vị Chủ tịch nước, muốn hạ bệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng cách giành quyền Tổng Bí thư, và để biến Trần Đại Quang kiêm cả hai chức danh Chủ tịch nước cũng như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Và nó là nguồn cơn của tất cả mọi việc xảy ra sau Đại hội 12. Và rồi nó còn dắt dây tới cái vụ án con trai của Nguyễn Văn Hưởng gần đây. Thưa quý vị, những cái điều trình bày của chúng tôi đó chỉ là một phần trong một cái tập hồ sơ chúng tôi nhận được. Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tới quý vị trong các cái bài nói chuyện tới đây. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV liên quan tới một cái hồ sơ được cho là sau Hội nghị Trung ương năm khóa 13 có khả năng rất cao người ta sẽ lật lại một cái chuyên án âm mưu xoán đảng, lật đổ chính quyền, lật đổ chế độ của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và một cố vấn an ninh có tên là Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an. Và đó nó là mọi nguồn cơn tại sao nó liên quan tới những cái nhân vật được cho là hậu chiến của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, với một cái kế hoạch được cho là hồi phục quyền lực của Nguyễn Tân Dũng sau Đại hội 13. Và thưa quý vị, một cái điều hôm nay truyền thông nhà nước đề cập tới cái việc Cục Thi hành án dân sự của quận Hoàng Mai đang rao bán cổ phiếu của Ngân hàng Á Châu của Nguyễn Đức Kiên, tức Bầu Kiên, để tiến hành thi hành án. Và cái hành động này liệu nó có liên quan gì tới những cái vấn đề nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang tập trung xử lý, có liên quan tới tướng Nguyễn Văn Hưởng và một cái kế hoạch quay trở lại của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng hay không sau Đại 13? Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tới quý vị trong các bài nói chuyện sắp tới. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.